Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chuyện ngắn Người lính hay giảng kiều của tác giả Nguyễn Thế Tường, Facebook Tường Nguyễn Thế, cựu chiến binh lính sinh viên 6971, in trong tập truyện ký Đường về quê, nhà xuất bản Thanh Hóa năm 1996. Lạy vua từ hải, lạy dại, lạy vãi giác duyên, lạy tiên thúy kiều cho con linh ứng câu thứ dưới lên trang ngừng có tiếng sột soạt mở giấy một giọng con gái đọc to lên câu thơ thúc sinh quen thói bốc rời trăm nghìn đổ một trận cười như không a à, một trận cười đồng ca giọng năm cao cất lên thoải mái hết cỡ Chúng mánh rồi tao chúng mánh rồi a à, Giám đốc chủ tài khoản là ít Tao cóc thèm cái nghề sư phạm bán cho phổi này đâu Tốt nghiệp cho vui Rồi tao đi làm xốp, làm mix Tao sẽ cho cái tuyết làm thư ký riêng Mát xa, đấm bóp, bia ôm a à, Tôi đứng lại ngoài cửa Cảm giác mỏi mệt Làm cái cặp sách muốn rớt khỏi tay Tôi đã hiểu tất cả Các em sinh viên đang bói kiều Nhìn đồng hồ tay còn 5 phút hầu như bao giờ cũng thế. Ký ức hiện về nhanh hơn cả sự định thần. Kỷ niệm chiến tranh như một vết thương sâu lúc nào cũng phập phùng dưới làn da non mỏng mọng chỉ một mũi kim là máu tươi đỏ thắm hòa ra. Rừng cao su ven vĩ tuyến 17 Đại đội xe tăng dấu xe chờ chiến dịch Những ngày, những tuần những tháng dỗi rãi đến ươn người. Xe 704 có 5 thành viên tụ tập dưới gầm xe, ngồi và nằm lộn nhổn Gầm xe giữa hai băng xích được đào sâu thêm độ hơn nửa mét, lót vải bạt, làm nơi ăn nghỉ lâu dài. Chúng tôi sống hơi cầu thả nhưng cũng khá sung túc, cải thiện liên tục, hái rau, bắn cá dưới suối, ủ men nấu rượu trong thùng đạn, giã cà phê trong mũ sắt, nhâm nhi hoạt động hàng ngày là đánh tiến lên chơi cờ tướng tập võ và nghe đọc chuyện kiều giảng viên võ thuật là Pẩu người dân tộc tày tận cao bằng có những bài võ rất lạ và hiểm đang sức trai chúng tôi tập rất hăng đánh nhau huỳnh huỵch ra dáng duy nhất chỉ có tuấn không chịu tập chúng tôi cứ níu vào anh ta cứ chùi ra, lẩn về doanh trại nằm vắt chéo chân đọc kiều. Tuấn Nguyên là sinh viên khoa văn nhập ngũ trước chúng tôi một năm, dáng mảnh khảnh, mắt hiền, môi mỏng, có giọng pha trò rất quái chiêu. Anh thường nói, các cậu tập võ chỉ đánh được một, nhiều lắm là hai người, chuyện kiều đánh được hàng chục triệu, hàng triệu người. Bọn em học võ để đánh Mỹ, ôi trời vẽ chuyện đánh mỹ thì đã có xe tăng đại bác có phải đánh quân nguyên mông đô mà tập võ Đành vậy đánh võ chán chê chúng tôi kéo nhau đi tắm rồi vào nghe anh giảng kiều thực ra anh chẳng giảng gì cả mà chỉ ngâm cho sướng miệng rồi giải nghĩa nửa đùa nửa thật rất đáng nghi khổ cái bọn tôi đứa học giờ phổ thông đứa là công nhân lái máy cày nhập ngũ chưa học kiều bao giờ nên tuấn tha hồ búa lúc thì từ hải là tổng tư lệnh bộ trưởng quốc phòng thúy kiều là tránh án tòa án tối cao trong cuộc báo ân báo oán rồi hoạn thư là luật sư đại tài đã bảo chữa thành công cho mình đã bảo vệ quyền lợi của tầng lớp phụ nữ hay ghen tuông rằng tôi chút phận đàn bà ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Có lúc chúng tôi lại xoay sang bói kiều, không biết Tuấn thó ở đâu được một bài thần chú nghe cũng hay hay, lại vua từ hải, lại vãi rắc duyên. Thằng nào thích ứng câu nào thì cứ nhắm mắt nói đại đi dòng nào trang nào. Anh dở quyển kiều nhau nát ra đọc lên rồi ngồi im trang trọng như một thầy thuốc bắc vọng văn vấn thiết phán Vợ mày ở nhà có thai Cái gì? Thằng Phẩu giật nảy mình Có thai Đây này Cái câu thất kinh nàng chữa biết là làm sao Vừa tắt kinh vừa chữa rất khẳng định nhé Nhưng vợ mày lại phá thai mất rồi Cái gì? Anh nói cái gì thế? Thì đây Tuấn lại đếm đếm trên các đốt ngón tay Y chóc thầy bói Cái câu thuốc mê đâu đã dẫn vào Là uống thuốc phá thai chứ gì nữa đúng không anh đột ngột quát to làm chúng tôi giật mình đồng thanh trả lời đúng cứ như thế mặc dù rất nghi hoặc nhưng ngày lại ngày chúng tôi cứ để cho tuấn dẫn vào mê hồn trận của những câu kiều phịa ra không biết bao nhiêu chuyện tào lao nhưng biết làm gì ngoài chuyện bắn cá nấu rượu rang cà phê tập võ nghe kiều khi mà đêm đêm tiếng pháo từ bên kia vĩ tuyến bắn cầm canh âm âm vọng sang chiến dịch chưa mở, xe đóng niêm, cơ số đạn đầy áp và sinh lực đang dồn nén dưới lần áo trong huyết quản tuổi 20 của chúng tôi. Nói của đáng tội, một dạo trung đội phó cải cũng có cầu nhau rằng Tuấn làm siếc giảng kiều tầm bậy cho anh em. Nhưng Tuấn cự lại cho rằng cải là người hạ tĩnh mà không biết kiều là đáng kỷ luật. Rằng chuyện kiều là quốc hồn, quốc túy. Ai phá việc giảng kiều là phá hoại văn hóa, vân vân cải thua một phần vì tuấn có lý anh em lại thích nghe tuấn giảng và chính anh ta đã từng dự trận đường chín năm lào cùng đồng đội bắt sống đại tá thọ lữ đoàn trưởng dù của ngụy theo tuấn thì mỗi câu kiều là một tác phẩm hoàn chỉnh phản ánh một số phận luôn logic và luôn chính xác Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cố bới lông tìm vết vặn vẹo, nhưng bị Tuấn bác hết, giải thích trôi chảy, cũng bằng cái giọng cả lăm như thế. Một bữa không hiểu sao, bổng lại tỉ mẩn giờ chuyện Kiều ra, rồi hét lên. Anh Tuấn ơi, gì đấy? Cái câu Kiều này ấy mà, nó sai rồi. Sai làm sao? Này, nghe này. Ba quân chỉ ngọn cờ đào, đạo ra vô tích, đạo vào lâm chi. Thế còn một đạo nữa đi đâu? Chúng tôi lặng phắc, sướng lắm. Phen này thì Tuấn chết. Thằng Pẩu ủ lì thế mà được việc. Nhưng Tuấn đã bình tĩnh trưởng lại. Đạo quân thứ ba đi đến Mỹ, chứ đi đâu. Thật không còn chịu được nữa. Rừng cao su mà chúng tôi giấu xe, dù bị B-52 tàn phá nhiều, nhưng cũng còn khai thác được. Dăm bảy ngày lại thấy một đứa công nhân tay sách xô, tay cầm nạo, đi cạo mủ cao su cô gái mặc quần áo đen giận ủng đen chùm khăn đen kín mặt đi như lướt giữa các hàng cây cao su trong cảnh tranh tối tranh sáng những lúc ấy chúng tôi thường đứng yên lặng xúc động trước một hình thể hiếm hoi của phái yếu lạc vào sau rồi cũng có cậu buông lời đu đưa định làm quen nhưng không thành công lại thôi tuấn thì nói một câu lạnh giá ma đấy không phải người đâu chết anh tuấn sao lại nói thế ma đấy cái kiểu sen vàng lãng đãng như gần như xa kia là không phải người rồi người sao hỏi không thưa gọi không đáp mặc dù biết tuấn nói ẩu nhưng không hiểu sao chúng tôi cứ thấy rờn rợn tôi đâm ra kiềng tuấn và thấy mỗi lòng thương cô gái cạo mủ cao su ngày liền đêm pháo cứ bắn cầm canh nặng trịch bên kia vĩ tuyến gây cảm giác chờ đợi bức bối rất khó chịu rồi cũng có một chuyện xảy ra để chuyển đoạn những nếp quen dường như rất vô bổ trong cái điệp khúc sinh hoạt đơn điệu của chúng tôi ấy là cái anh chàng trung đội phó cải bỗng nổi hứng thách đấu cờ tướng giữa hai xe 704 và 469 xe nào thắng sẽ được miễn khỏi về trung đoàn khuôn gạo về trung đoàn đi 20 km đường rừng. Mới nghe đã thấy ngại, nhất là với những gã lính cậu đã nhiều tháng nằm ườn sát như chúng tôi. Vậy là phải quyết đấu trận này. Số lượng người hai xe bằng nhau, sức cũng tương đương. Và số phận chớ trêu đã đè nặng lên vai tôi, phải đấu trận cuối cùng với tay lái xe 469, khi mà bốn trận trước đó hai xe đã hòa hai hai khốn nỗi. Bấy lâu nay tôi lại say sưa với võ thuật và chuyện kiều mà không ham lắm với các thế cờ. Chưa đầy 10 phút ra quân tôi đã bị thằng bạn cùng trường lái, khóa cứng trong một thế cờ hiểm hóc. Tôi toát mồ hôi nhìn quanh như cầu cứu. Bên ngoài gầm xe, rừng cao su vẫn tranh tối, tranh sáng, sạc sào cảnh lá, thấp thoáng bóng cô đạm tiên, tay xô, tay nạo, lãng đãng như gần như xa trước mắt tôi cải và đồng đội đang khoái trá gặm nhấm chiến thắng trong tầm tay sau lưng tôi bốn cơ thể đang áp sát ấm nóng hồi hộp nhưng lệ đặt ra là không được nhắc vở chỉ mỗi người trong cuộc được chơi tôi tính tới tính lui thấy không còn đường mở đang định tuyên bố thua cuộc thì thấy tuấn lảng ra xa như thất vọng anh lặng lẽ lấy quyển kiều dưới gối vở dớ dần một trang rồi bỗng dưng ngâm nga nẻo xa mới tỏ mặt người khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình cây trọng âm rơi đúng vào từ xuống ngựa làm tôi để ý tôi nhìn vào con mã và bỗng cảm thấy rụng rời trời ơi vậy mà chỉ cần một nước mã hồi là hết bí nhưng chỉ năm phút sau lại đã nghe tuấn tặc lưỡi ngâm đùng đùng gió dục mây vần rồi lặng phắc. Lần này đã có kinh nghiệm tôi nhầm tiếp. Một xe. Ua làng, cha mẹ ơi, suýt nữa. Thằng mất dậy nó khập của tôi con xe nếu không kịp trong cõi hồng trần như bay. Và tôi đã chiến thắng vẻ vang trong hiệp năm. Trong khi chàng lấy xe 469, ngồi được mặt hẹn thùng thì cải đỏ mặt tía tai, quyết không chấp nhận cuộc đấu. Mày nhắc, mày nhắc, thằng mất dậy tao biết mày nhắc ơ ờ, ơ cái gì tao nói cho mày biết tao thuộc kiều từ câu đầu đến câu cuối mày là thằng đều phải đánh lại hiệp năm cuộc tranh cãi kéo từ gầm xe tăng ra bãi trống dưới tán cao su cải đã cáu lắm anh sấn tới sát tuấn cả thân hình to lớn vạm vỡ như căng ra bàn tay phải từ từ nắm lại không xong rồi À một tiếng kêu như xé vải vang lên, kéo giật chúng tôi về phía bìa rừng nơi ban nãy cô công nhân đang cạo mủ cao su. Bụi lau sao động mạnh như đang có cuộc vật lộn. Không ai bảo ai, tất cả chúng tôi phóng tới. Muộn rồi, cô gái nằm vật ra bãi cỏ, khăn trùm đầu rơi ra, mặt cô trắng bệch như tờ giấy giữa má bên trái hằn rõ một vết cắn dây xé đang dỉ máu cạnh đó con rắn hổ mang phùng má phì một tiếng hạ thấp cần cổ bỏ chạy chúng tôi lặng đi một giây bỗng tuấn học lên một tiếng rất khác thường chồm cả người lên cái xác thiếu nữ bập cả môi miệng lên mặt cô cả người anh co rúm dồn nén dồn nén trong một cảm giác tuyệt vọng như thế phải đến một phút Tuấn ngẩng lên nhổ mạnh một bãi nước bọt lòng thòng từng dây máu đỏ vào bụi lau. Anh bóp chặt vết thương trên mặt cô gái, miệng hét, than, than, thằng nào chạy về bếp lấy than. Chúng tôi chạy bổ về bếp lấy than. Tuấn cuống quýt áp từng viên lên chỗ vết cắn. Mấy phút sau, bầu từ đâu chạy về vừa chạy vừa nhai một nắm lá. Đến lúc ấy tôi mới vỡ nhẽ vì sao các cô gái cạo mù cao su lại trùm kín vải từ đầu đến chân như vậy. Từ hôm quen nhau, hầu như ngày nào cô gái cũng ghé vào lán chúng tôi một chút. Đặc biệt hôm nào có tiết mục giảng kiều thì cô nán lại lâu hơn. Một hôm cô buột miệng. Ôi, thơ này thì em cũng biết. Tuấn quay ngoắt lại. Thật ư, em đọc ở đâu? Mẹ em hay du thằng em của em Du hoài rồi em cũng thuộc Có phải đoạn tiếp theo là Chúng tôi há mồm nghe Và cô gái đọc từng câu Từng câu kiểu vang lên Trong trẻo thánh thót như ngọc Chưa bao giờ chúng tôi thấy Tuấn xúc động đến thế Anh cứ cầm lấy tay cô gái Như rằng kéo đứa em gái nhỏ Không cho chạy ra đường nghịch cát Cô gái đọc một hồi Rồi dừng lại kể hồn nhiên có hôm mẹ em du tới một đoạn tự dưng bà khóc, buồn cười thiệt, thằng em em nín thì mẹ em lại khóc. Đoạn nào câu nào em nhớ không? Nhớ nhiều nơi lắm, ví như, ví như cái câu là đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Với câu thân luôn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa. Phải rồi, phải rồi, tuấn thốt lên khe khẽ và trên gương mặt anh xuất hiện một vẻ gì rất lạ cũng từ hôm ấy chúng tôi không buồn nghe mà tuấn cũng không giảng kiều theo cái giọng cợt nhà nữa anh đã tham gia tập võ rất chăm chỉ cho đến một ngày tôi được gọi ra bắc học sĩ quan giấy báo không ghi nhưng nguồn tin từ trung đoàn cho hay lớp này sẽ gửi sang liên xô đào tạo làm chúng tôi xúc động liên hoàn chia tay mất mấy ngày. Đến hôm cuối cùng, tôi rủ Tuấn đi thăm Thảo, cô gái cạo mũ cao su. Trên đường về, tôi ngỏ lời xin anh quyển chuyện kiều. Anh cầm tay tôi đi rung răng rung rẻ hồi lâu rồi trầm giọng nói. Thông cảm cho mình nhé. Quyển Kiều, mình cho Thảo rồi từ tháng trước cơ. Cậu ra Bắc tìm mua quyển khác vậy. Nếu không thì đến nhà mình mà lấy. Mình sẽ ghi thư cho ông cụ sang liên xô đừng quên bọn mình tôi bỗng cảm thấy tuấn thân thuộc lạ thường không còn một chút gì cái chất hài hước khinh mạng thường ngày anh nói thêm giọng bùi ngùi hầu hết những điều tớ giảng về kiều là tiếu lâm cả đấy nhưng nếu không như thế thì làm sao các cậu chịu ngồi nghe và nếu không có nó để tự chấn an chắc tớ đã không chịu nổi mà đào ngũ rồi dù sao các cậy các cậu cũng đã làm quen với chuyện Kiều. Làm người Việt Nam mà không biết chuyện Kiều của Nguyễn Du thì thẹn lắm. Còn tớ, sau chiến tranh, tớ sẽ về trường học tiếp, xin làm luận văn về chuyện Kiều, đi dạy cũng xin dạy chuyên đề chuyện Kiều thôi. Đó là buổi trưa một ngày hè năm 1972. Gió nam thổi sạc rào qua bụi lau sơ sát sót lại sau những trận bom B-52 Tôi cầm nắm bàn tay Tuấn và thấy tay mình run run. Tôi về Bắc để lại sau lưng một chiến dịch dài, những trận đánh ác liệt ven vĩ tuyến 17. Tôi bước lên bục giảng, bắt đầu lên lớp chuyên đề chuyện Kiều, nơi mà lẽ ra Tuấn đã đứng, thâm thúy, giỏi giang, vững vàng hơn tôi nhiều lần. Tôi sẽ nói thế nào đây với 50 đôi mắt, 50 khóe miệng vừa mới cười vang chân thật hay chế nhạo cái thói bốc rời của chủ tài khoản Túc Sinh? Phải chi Tuấn còn sống, ở đây bây giờ tôi sẽ mời anh lên bục giảng này để thấy anh đột ngột mặt tái đi, nhập thân vào trang kiều một cách tự nhiên và say đắm. Còn tôi tôi sẽ lại thành người học trò nhỏ của anh dưới gầm xe tăng năm nào, há mồm ra mà nghe anh làm xiếc về Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Từ Hải, Tránh án, Thúy Kiều, nữ luật sư tự bảo chữa hoạn thư và bao nhiêu điều kỳ diệu khác. Và Thảo nữa, em ra sao rồi trong rừng cao su, bạt ngàn miền trung, ven vĩ tuyến 17. Tôi làm ra vẻ bình thản giờ trang kiều thứ nhất và đột nhiên thấy giữa các dòng lục bát thấp thoáng bóng người các bạn thân mến các bạn vừa nghe chuyện ngắn người lính hay giảng kiều của tác giả nguyễn thế tường cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt